Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GP các máy Nhật Bản nha. Thì mấy bữa nay các bạn ơi, tụi mình bận quá. Thì tụi mình có một cái phi vụ. Đó, nói vậy cho nó ghê gớm nha. Nói thiệt ra tụi mình chuẩn bị mua siêu xe nha mọi người. Đó, thì hôm nay mình đã gửi con gái qua nhà dì Út á, dì Megumi á, để hai vợ chồng đi lấy xe nha. Thì hôm nay Megumi sẽ lái xe này đến đó lấy xe mới, mình sẽ lái xe cũ về nha. Thì hôm nay mình sẽ mua xe gì, siêu xe như thế nào, giá bao nhiêu tiền ra làm sao, thì mình đến cửa hàng mình lấy xe, xong rồi mình sẽ đến một nơi nào đó đẹp đẹp á, mình sẽ review xe cho anh em coi nha. Đó, nói chung thì công sức hai vợ chồng mình đi làm rồi kiếm tiền rồi mua được chiếc siêu xe nha. Ở cửa hàng thì mình không có quay được xe đâu, tại vì ở Nhật thì quay trong cửa hàng anh nói chung là phải xin phép các thứ, nó phiền phức lắm, cho nên là mình sẽ đến đó mình làm thủ tục các thứ. Thì mua cũng cách đây 2-3 tháng rồi các bạn, nhưng mà do tình hình dịch Covid đó cho nên là những cái phụ kiện linh kiện nó không có, cho nên là đâm ra là cái xe nó cũng lâu đến á. Thì hôm nay nó đóng xong cái xe rồi, nó lắp ráp xong hết rồi, tất cả những thủ tục đều xong hết luôn rồi. Thì nó đã gọi điện thoại, nó kêu là nó mang xe đến tận nhà hay là mình đến đó mình lấy, thì tụi mình đã quyết định là đi lấy nha. Đó, tại vì nếu mà người ta mang đến tận nhà cho mình đó là người ta nghe và mang vào ngày thường á, thường thì hai vợ chồng đều đi làm hết. Hôm nay thì thứ bảy chủ nhật thì tụi mình nghỉ, tụi mình tranh thủ đi lấy xe. Ok, thì anh em nhớ để ý nha, nhớ coi cho nên mình mua xe gì nha. Ôi, mình cũng đang hồi hộp lắm, không biết lo lắng. Megumi thì chưa có răng, chưa dám nói chuyện đâu. Nè, Megumi. Chưa có ấy, cái răng cũ đang mài đây nè. Đó. Cho nên là chưa có răng mới mọi người. Cho nên là bữa giờ cũng làm biếng quay video á. Thôi bây giờ tụi mình sẽ để máy xuống cái rồi đi lấy xe rồi quay tiếp nha mọi người. Đây các bạn ơi, mình sẽ quay các bạn coi là một con đường nông thôn ở Nhật Bản nha. Trên đường mình đi đến mình lấy xe thì sẵn quay cho nhiều anh em cũng muốn coi những con đường ở Nhật như thế nào, thì đây sẽ quay sơ sơ qua cho anh em coi nha. Đó, thì đường phố cũng khá là sạch sẽ, chung thì rác là người ta sẽ dọn thường xuyên mọi người, với lại ý thức người ta cao, không thì người ta xả rác ra ngoài đường á. Đây chỉ là một những con đường nông thôn thôi nha, chứ không phải là trong thành phố đâu. Đó, xung quanh các bạn nhìn thấy đây mình đang đi trên những cái đồi cái núi mọi người. Thì Nhật Bản này thường thường là chiếm nhiều tỷ lệ phần trăm đồi núi rất là nhiều, hầu như cả nước luôn, cho nên là người ta đều kiểu như là nạo vét rồi người ta làm đường lên dốc xuống dốc rất là nhiều luôn mọi người. Kể cả trong trung tâm Tokyo cũng rất có nhiều con đường lên dốc xuống dốc luôn, chứ không phải là không có. Đó thì các bạn thấy á, dù là người ta nghèo nàn về tài nguyên nhưng mà đất nước của người ta đã xây dựng, nó gọi là sao ta, không đã có lúc thì Nhật Bản lên tới cái nền kinh tế đứng đầu thế giới luôn mà bây giờ là thứ ba thứ tư gì đó sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ hay sao á. Nhưng mà dù sao thì mình nhìn như thế này thì mình cũng nên học hỏi được phần nào đúng không. Đó, mình cũng không nên so sánh, thì vì so sánh thì nó quá khập khiễng so với quốc gia của mình, nhưng mà những cái gì hay tốt thì mình nhìn rồi mình học hỏi. Đó thì mình quay sơ mọi người vậy nha. Đây các bạn ơi, hôm nay mình sẽ vô cửa hàng này nha, Nissan nha. Đó, rồi các bạn ơi, sau một hồi thì hôm nay tụi mình đi lấy xe ở ngoài cửa hàng thì tụi mình đã chạy đến đây một cái bãi đậu xe ở trên một cái trung tâm mua sắm, nói chung mình đi lên trên cái sân thượng á. Đó, mình đậu xe ở đây để mình review cái chiếc siêu xe cho các bạn coi nha. Đó, thì nói chung thì nói siêu xe vẫn dở thì thôi, chứ thật ra chiếc xe này là xe mình mua cho gia đình á, chạy nha các bạn. Đó, thì không để các bạn đợi lâu nữa, chiếc xe này nó sẽ như thế nào ra làm sao thì mình sẽ quay cho các bạn cùng coi nha. Đây là chiếc xe. Các bạn thấy không, một con chiếc xe màu trắng tinh luôn. Đây mình quay cho các bạn coi bảng số luôn nè. Đó, 5678 nha mọi người. Đó, thì ở Nhật thì những cái chiếc xe nào mà các bạn chọn số đẹp á thì không có phải bóc số gì đâu, không có tốn nhiều tiền đâu, tốn chỉ có 1 đến 2 mang là khoảng 2 đến 4 triệu đó các bạn, thích số nào là các bạn chọn luôn nha. Mình chơi nè, 5678 đó, anh em thấy ra đường mà thấy 5678 là xe của mình nha. Đó, thì qua các bạn coi luôn, thì đây là chiếc xe của dòng Nissan nha, Nissan. Rồi quay xung quanh xe luôn nè, cho các bạn coi xung quanh xe nè. Đây, quay một vòng xe luôn. Và đây là đuôi xe nè các bạn.
đây cũng là 5678 luôn nè, 5678 đó, mình che đây lại. Rồi, bây giờ mình sẽ vô bên trong, mình quay bên trong xe các bạn coi nha. Rồi chút xíu mình sẽ nói chiếc xe này giá bao nhiêu tiền, rồi mình mua như thế nào nha. Ok, thì các bạn biết không, hôm nay là ngày 19 tháng 3. Thì cách đây một năm về trước là ngày 19 tháng 3 luôn á, là tụi mình mua được cái nhà, bắt đầu vào cái nhà mới. Thì sau một năm thì đúng ngày hôm nay tụi mình mua con xe mới. Thì hy vọng vào năm sau tụi mình sẽ kiếm một con xe khác nha. Thì hôm nay xe này là 5678. Thì qua năm sau đi, mình sẽ cố gắng mình đi làm, mình kiếm mình mua cho mình một chiếc Audi hay chiếc Mercedes gì đó, mình chơi chiếc 6789 nữa đó, cho nó tiến tới luôn nha, cuộc sống nó thăng tiến lên nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vô bên trong, mình cho Megumi sẽ review bên trong xe mọi người coi nha. Đó, ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ Megumi sẽ mở cửa xe cho các bạn cùng coi nha. Giờ đây, đá chân nè. Ồ, xe tự động mở cánh cửa sau. Đây, các bạn coi bên trong chiếc xe. Ồ, nói chung thì những cái bao bọc này vẫn còn mới tinh luôn nè mọi người, chưa có bóc gì ra hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong đây, mình review bên trong xe các bạn coi nha. Đó, giờ giới thiệu đi, cái này là cái gì? Showcase đấy. Đây nè, đầu tiên mình sẽ cho các bạn coi đây là cái Navi. Đó, đây là cái Navi, có nghĩa là mình bây giờ mình chưa có bật nút lên nha. Bây giờ khởi động lên đi. Anh engine cái kia. Đây, có nghĩa là ấn cái nút này nè. Đó, mày cứ ấn cái nút đó, là tự động xe nó sẽ lên. Rồi, bây giờ cái Navi nó hiện lên đây nè. Đang khởi động nè mọi người. Đó, bắt đầu hiện lên. Ở đây nó có hiện lên những cái gì à? Hiện chiếc xe của mình nữa nè. Bây giờ là 12:30, 13 độ C nè các bạn. Rồi bây giờ Megu bấm qua bên camera đi. Đó, nó là cái gì? Bấm lên camera trước, camera sau coi. À, nó camera quá. Camera. Ừ. Camera. Nói chung vừa mới nhận xe luôn các bạn ơi, mình cũng không có rành nữa nè. Chưa có mò nữa mọi người. Navi. Tùm lum la hết nè mọi người. Megu cũng mù màu luôn rồi. Này các bạn, ở đây thì nó có những cái nút bấm nè. Nên đây đây cái nút này là những cái nút để bấm chỉnh giảm âm lượng khi mà mình coi tivi á. Đó, còn bên đây là cái này là cái điều hòa đó các bạn. Đó. Nếu mà nó lên xuống đó, gió nó thổi ra. Khoái khoái. Còn bên đây các bạn biết cái đây nè, cái nút này nè, là khi mà mình lên cao tốc á thì nếu mà bấm cái nút này á thì tự động nó sẽ vô trong cái tự động lái cho mình đó mọi người. Đó, nó tự động nó điều chỉnh camera nó để đây nè, nó sẽ xem cái chiếc xe đằng trước như thế nào, rồi nó sẽ tự đo khoảng cách, rồi nó sẽ tự động lái cho mọi người. Mình chỉ cần thả cái chân, mình không cần phải đạp thắng hay gì, mình chỉ cần cầm cái vô lăng thôi, tự động nó sẽ lắc cái vô lăng này cho mình nó lái luôn nè mọi người. Đó, thì hôm nay mình mua chiếc xe này thì Megu sẽ là người lái nha, thì mình sẽ chạy chiếc xe cũ để đi làm nha. Đó, để Megu sẽ chạy xe mới chở Lily đi học. Đây các bạn có thể nhìn thấy từ phía sau mình đi vô nha. Đó, đây cái ghế, những cái ghế này thì mình có thể đẩy lên đẩy xuống nè. Chẳng hạn như không muốn ngồi thì nãy nó chỉ sao nè, nó ấn cái này đẩy xuống đẩy lên nè. Đó, để mình chứa đồ ở đây rất là rộng luôn nha. Đó, còn nếu mà không thích thì mình sẽ mở này lên, mình cho nó nằm xuống. Đó, kéo xuống rồi. Nãy nó chỉ cho mình cách cho nó nằm xuống, cái ghế này gập xuống luôn mọi người. Đó, gập xuống là có chỗ rộng rãi luôn. Đó, để chút xíu nữa mình sẽ đi vô trong xe, mình sẽ giới thiệu từng chút cho anh em coi nha. Mình kéo này lại. Đó, trên xe thì nó có cái bàn ăn luôn. Muốn ăn uống cái gì thì kéo cái bàn này lên nè. Đó, nhiều lắm mọi người ơi. Nãy bên trong cái chỗ ấy xe nó giới thiệu cho mình nhiều lắm. Ở đây có cái gì, cái này nè, kéo lên, móc lên trên đây. Đó, che nắng luôn. Mỗi lần mình đi ra ngoài mình sợ nắng mình che. Ở trên kia thì camera nó chiếu nè, phía trước phía sau đồ luôn nha mọi người. Nói chung chiếc xe này mình xe mua xe mới luôn á. Đó, chút xíu nữa mình sẽ nói anh em biết giá tiền như thế nào nha. Thì ở Nhật xe thì mua rất là rẻ luôn mọi người. Rẻ, nói là rẻ thôi chứ thực ra thì mà chút xíu nữa mình nói sau đi, cái chuyện này chút xíu nữa mình nói sau. Đó, quay sơ cho anh em coi một vòng chiếc xe của mình nha. Mình sau một năm, mấy năm ta? Một năm đúng không? Hai vợ chồng quần quật đi làm thì cuối cùng cũng mua được chiếc xe. Đó, một vòng, quay lên phía trước cho anh em coi. Đây,
5678. Mình che cái biển số kia để tránh người ta biết địa chỉ nhà mình đó mọi người. Đó, các bạn thấy dàn đèn phía trước đẹp chưa? Cái dòng xe này các bạn, nó ra đời vào cuối tháng 12 năm 2019 và nó được bán vào khoảng năm 2020 á mọi người. Thì hôm nay là 2022 rồi, sau 2 năm nó cũng đã có sự đổi mới về cái kiểu dáng á. Đó. Rất là hấp dẫn luôn. Phía sau đây. À. Rồi bây giờ đi vô trong để mình sẽ ngồi cùng nhau nói chuyện về cái vấn đề là tiền mình mua như thế nào nha. Đó, bảo hiểm ra làm sao, chạy xe ở Nhật như thế nào nha. Ok. Đây các bạn ơi, các bạn coi đây là bên trong nè. Đó, các bạn nhìn thấy sang chưa? Đó, nói chung thì bây giờ mà những chiếc xe như thế này á bạn. Mày cười. Những chiếc xe như thế này á, cái xe ở bên Nhật bây giờ người ta ráp á, vì ảnh hưởng của đại dịch á thì người ta ráp rất là nhiều xe luôn, nhưng mà thiếu là thiếu những cái màn hình nha các bạn. Đó, những cái này là những cái đầu não nè, những con chip điện tử nè, bây giờ đang rất thiếu luôn. Cả thế giới đang thiếu luôn á, chứ không phải riêng Nhật Bản đâu mọi người. Bao gồm cả máy tính rồi máy điều hòa rồi tivi, tất cả đều cần những con chip để xử lý những cái vật thô như là những cái khuôn xe sắt hay là những cái nhựa, người ta sản xuất rất là nhiều luôn, nhưng mà những cái con chip để nó điều hành chiếc xe như thế này á thì đang là rất là hiếm. Đó. Cho nên là công ty của mình bây giờ đang sản xuất những con chip như thế này các bạn, những cái khuôn, những cái ấy để làm về gọi là chất bán dẫn á, cho nên là rất là bận rộn luôn mọi người ơi. Đó, bây giờ cả thế giới người ta ảnh hưởng đại dịch, người ta không làm được, Nhật Bản đang gồng mình lên làm, Nhật Bản, Đài Loan, rồi Hàn Quốc các thứ, những cái nước mà sản xuất ra những cái chip điện tử thì người ta sẽ đang rất là bận rộn các bạn. Đó. Sao? Atanashi kuruma muratta ka do omottemasu ka? Saiko desu. Saiko. Ii ne. Navi ga okikute. Mochcha ii. Kawaii kawaii. DVD mitai ne. Yatte miru. やってまあ後でね この車乗って、前の車乗って、どんな感じ？静か。お前の車うるさかったってこと？坂の時にちょっとうーって。あっちも多分だけど、こっちもスーって行く感じ。スピードとか運転し方とかなんか違うことある？あ、ここが違うかな。何が？ サイドブレーキ。ああ。足だったけど。今度これこっちになったから。なるほどね。そう。いや、cái gì nó cũng tiên tiến lên đó mọi người ơi。あとライトかな。ああ、まだ慣れてない。勝手につく。ああ、なるほど。Thì ở trên đây cũng vậy nữa các bạn. Khi mình lùi xe tự động nó hiện lên. Đó, nói chung thì những cái này đời mới bây giờ ai cũng biết rồi. Những người mà có xe người ta chạy ta biết rồi, thì mình chỉ cần quay sơ sơ mọi người coi thôi. Đó. Thì chiếc xe này các bạn, xe của Nissan có tên là Rut nha. Đó, tên trong tiếng Nhật là Rukusu. Đó, thì mình nói chung thì chiếc này gọi là chiếc xe kê mọi người. Thì ở Nhật nó có hai dòng loại xe. Nó nếu mà nói về xe mà xe ô tô nha, thì có hai dòng là xe biển số trắng và xe biển số vàng. Thì xe biển số vàng á là gọi là xe kê. Xe kê là xe nó có dung tích rất là thấp, có nghĩa là khoảng từ 630 hay 660 cc trở xuống. Còn dòng xe bản số màu trắng là xe bình thường, gọi là Fujirosa, là xe bình thường, biển số màu trắng thì dung tích là từ 600 cc đến 1000, 2000 đó, nói chung là cao. Thì những cái khuyết điểm và ưu điểm của chiếc xe này á, thì xe kê á thì nó sẽ chạy được trong những cái đô thị, là thành phố, đường nó nhỏ, vì cái kiểu dáng thiết kế của nó nhỏ, dung tích nó thấp, cho nên cái tiền xăng nó cũng rẻ hơn, rồi tiền thuế và tiền bảo hiểm nó cũng rẻ hơn. Nhưng mà ngược lại cái khuyết điểm của nó là nó không đi xa được, nó lên cao tốc nó chạy không đi xa đường dài, đường trường như những chiếc xe bình thường được. Thì nói chung thì gia đình thì mình mua chiếc xe này là ok rồi. Thì các bạn biết là sau Thế chiến thứ hai á, thì Nhật Bản bắt đầu người ta tập trung vào, người ta xây lại nền kinh tế các bạn. Thì sau đó những cái tòa nhà, những cái công ty đồ nó phát triển lên, thì đường phố nó sẽ hẹp lại, thì những cái dòng xe kê á, là những cái dòng xe nhỏ thì nó rất là được phổ biến, là người ta rất là ưa chuộng luôn. Đó. Cho nên là hôm nay thì tụi mình đã quyết định là mua chiếc xe này để chạy trong gia đình, là cái thứ nhất. Là cái thứ hai nữa là mình lấy chiếc xe cũ để mình đi làm các bạn, che nắng che mưa, thì xe này đã cho Megumi chạy nha. Thì mình sẽ cố gắng tiết kiệm để một thời gian sau mình sẽ mua một chiếc xe bình thường, cái xe biển số màu trắng á, để chạy. Nói chung thì mình cũng không có rành về cái gọi là những cái review xe đâu, thì hôm nay mình mua một chiếc xe mới thì mình quay anh em coi vậy thôi. Đó.
Thì đó, Megumi đang bấm nè, đang mò nè. Nói chung thì bây giờ mới lấy chiếc xe taxi luôn, không biết chưa có mồi luôn mọi người. Đó, thì chút xíu nữa về nhà rồi mình mò sau, rồi chút xíu nữa đi mua đủ thứ đồ đó. Đó, rồi bữa sau mà ổn định lại cái rồi tụi mình sẽ làm một cái gì đó để rửa xe nha, ăn mừng rửa xe nha. Mời bố vợ qua kiếm cái gì đó nấu nướng rồi ăn mừng nha mọi người. Thì sẽ có nhiều bạn sẽ hỏi mình là chiếc xe này là giá bao nhiêu tiền. Thì mình mua chiếc xe này á, cái giá mà ban đầu mà ở trong người ta đưa định giá ban đầu mà chiếc xe không á nha, là chưa có thuế má gì đó, là 180 mấy măng á, 185 măng, là cho là khoảng 360 triệu tiền Việt Nam mình á, là chiếc xe không á, thì xe mới luôn nha. Rồi mình cộng thêm những cái option như là camera trước camera sau nè, rồi màn hình to màn hình nhỏ vậy nè, mình thích màn hình to thì mình chọn màn hình to nè, thì cộng thêm mấy măng vậy đó, cộng lên là khoảng 200 măng nha các bạn. Nói chung là hơn 200 măng á, là khoảng 420 triệu tiền Việt Nam mình á. Đó, thì nó có nhiều cái cách để mình thanh toán, kiểu như là cách thức thanh toán á, thì mua trả góp nè, hoặc là mua đứt luôn chiếc xe. Nếu mình có 400 mấy chục triệu thì mình mua đứt luôn chiếc xe này luôn, thì mình chọn là mua trả góp nha, trả góp 5 năm nha. Thì mà trong trả góp nó lại có rất là nhiều cái cách trả góp nữa. Một là trả góp là đứt luôn chiếc xe này, hai là trả góp trong vòng 5 năm, rồi cái tiền mà tiền lãi suất á, thì bây giờ chiếc xe là 200 măng thì mình sẽ trả góp 200 măng nó không thôi, thì trong vòng 5 năm lãi suất nó là 50 triệu đi, là tổng cộng là 250 măng, là nói sao cho các bạn dễ hiểu ta, là khoảng chiếc xe này như là 400 triệu đi, 400 triệu mà trong mình trả góp trong vòng 5 năm thì tiền lãi suất của nó là trong 5 năm đó là 100 triệu, nó là tổng cộng là phải trả 500 triệu. Đó, nhưng mà bây giờ tụi mình sẽ chỉ cần trả cái tiền gốc là tiền 400 triệu đó thôi, còn 100 triệu đó sau 5 năm á thì người ta sẽ hỏi các bạn là bạn có muốn trả tiếp 100 triệu đó nữa hay không, muốn trả kiểu như là trả đứt một cái 100 triệu đó, hay là muốn trả góp tiếp 100 triệu đó để lấy chiếc xe này. Đó, nếu mà các bạn cảm thấy chiếc xe tôi yêu thích quá, sau 5 năm tôi chạy cảm thấy yêu thích quá, tôi muốn lấy chiếc xe này luôn, thì mình sẽ tiếp tục trả góp 100 triệu đó còn lại trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình sẽ bàn cùng với lại cái người bên công ty bán chiếc xe này, bên Nissan á. Nhưng trong cái trường hợp mà khoảng 5 năm sau mà kiểu như thế giới người ta thay đổi rồi, người ta không chạy xe xăng nữa, người ta chạy xe điện đó, lúc đó các bạn lại muốn đổi qua chiếc xe điện, thì lúc này các bạn chỉ cần đưa chiếc xe này lại cho cái công ty Nissan đó, các bạn đổi qua chiếc xe điện, rồi các bạn sẽ tiếp tục trả góp cái tiền chiếc xe điện đó, mà nó sẽ giảm bớt đi một nửa hay một phần tư gì đó cái giá của chiếc xe mới, chiếc xe điện đó. Nói chung thì rất là nhiều cách, thì tụi mình chọn là trả góp 5 năm, rồi sau 5 năm đó tụi mình sẽ bàn tiếp với người ta về cái tiền lãi suất đó. Thì lãi thì cái chiếc xe này thì mình mua là giá là bây giờ là 410-420 triệu đó, là bao gồm cả bảo hiểm, thuế, tiền đường luôn các thứ luôn đó. Thì mỗi một tháng thì tụi mình sẽ trích ra là khoảng 6 triệu nha, là 3 măng để trả chiếc xe này đó. Nói chung thì ở Việt Nam á, mà mua trả góp thì cái gì nó kiểu như cảm giác như là tháng nào làm ra nó hết tháng đó luôn mọi người. Còn bên Nhật đó thì mình trả góp như là 3 lá, nó giống như là chỉ có 10%, 20% cái mức cái lương của mình thôi, chích ra khoảng 10% cái lương của mình thôi à, 10-20% cái lương của mình á. Cho nên là trả 5 năm mình thấy nó cũng nhanh lắm. Chứ không phải là nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Cho nên là mua một chiếc xe về để che nắng, che mưa, để đi làm. Có hy vọng thì sau này làm YouTube hay là làm cái gì kiếm mà gom góp tiền đợi được một chút xíu có dư ra, thì mình sẽ mua xe mới nha. Sẽ nói to một tí, đi đâu đi chơi đó thì cả gia đình cùng đi. Còn chiếc xe cũ thì mình để đi làm đó, để cho nó bầm dập, nó đụng chạm đâu kệ bà nó không gì. Thôi mọi người đang nghiên cứu à. Nói chung thì sáng giờ đi ấy các bạn, giờ đói lắm rồi, bây giờ kiếm cái gì ăn đi đã rồi tính sau nha. Nè, nâng cao tài viên đi cô cơ. Nè, nâng cao dư tình. Rồi, ăn rồi, bữa sau rồi mình sẽ quay tiếp tụi các bạn coi cái video sau nha. Để bây giờ mình đi qua mình review lại chiếc xe cũ các bạn cùng coi nha. Rồi bye bye Megu ở đây nha. Mình chạy ra mình quay chiếc xe cũ mình nha. Bye bye Megu, bye bye. Bye bye. Rồi các bạn ơi, đây là chiếc xe cũ nè, chiếc xe mà Megumi nó ngồi 10 năm mười mấy năm mà bây giờ mua xe mới rồi đưa lại xe cũ cho mình chạy đi làm nè. Thôi có cũng hơn không. Thì mình sẽ vô mình review cho anh em coi nha. Quay cho anh em coi nè. Đó. Đó, nhìn chiếc xe mới xong nhìn chiếc xe cũ thấy chán đời ghê chưa? Đó, chán review gì giờ. Trời ơi, nhìn nó chán thôi, dẹp mẹ luôn đi, đi về các bạn ơi. Thôi, bỏ. Bye bye mọi người nha. Tạm biệt.